Không anh chặt này dẻo quá. Như nào ra bên đấy luôn. Tham mà xếp khỏi vậy. Không biếng này. Hả? Không biếng chỗ. Không biếng ngon. Cái nhà hắn băng này, hắn sao ấy hút tính đấy. Bắt theo em ơi. Lượt đi quay đây. Đi trâu này, hút vào đây à. Bây giờ tầm 18 giờ anh còn lại một chân nữa các bạn ạ. Bán rất nhanh. Cắt bay. Mặc bay á? Mặc bay á? Hả? Mình cân tạt nào luôn. Cân cái. Mười à. Nó mới giòn cố. Không, mấy ngày ra đấy. Đấy. Giòn cố, giòn cố. Cắt cái này bán gái sen mình nữa. Mà không phải hả ra. Không phải cái đéo. Hả? 150 rồi. Không phải cái đéo. Không phải cái đéo. Lái mình, cái nôi. Ngám ố. Mấy mình nắng rồi bị yên cái này. Bác mấy. Đó rất thấy luôn, xin nó mà yên tâm. Chặt siêu nhỏ luôn. Đi tắt sáng không xin không? Đi sáng nha. Cơ căng. Cơ cơ vô, để cuốn nó vô. Thế là thằng nên là pen hộ. Thằng nên là pen hộ. Pen là cứ cho, lắc làm cho đó. Ừ. Đi, mới để... Thằng này pet to. Bà đâu rồi, sân ngủ đầy mà. Nó chẳng thèm mình chịu dồn cái cúc á. Tẹo bán bàn đó xuống kéo. Cái bàn đâu mà đâu. Quá chất lượng. Chắc cái lăng này mà. Ông mơ vậy. Bên ơi. Lực coi ngon, khinh khi ngon. Đặc sản mà đấy nè. Làm một cân về ăn đi, chú. Ngon lắm. Làm một cân đi. Quá là đẹp, không có tí xương nào luôn. Thế này là miến chê rồi đúng không? Quá là nhiều bì. Đây này, có bì đây này, miến này là quá ngon rồi. Thì quá chất lượng. 50.000. Ít không? Ít lấy vào thêm. Chặt nhỏ lắm. Không được tiền ăn mà cứ gửi tiền đi trước không? Tiền em không nào lấy cho nó. Thật mà. Lâu lâu ao vàng mới để. Các bạn nha, đang có khách lấy 2 đĩa. Bây giờ anh bắt đầu chặt cho khách đây. Đợi quay anh ơi. Đó.
mấy sao có được cái bao. Một đĩa rất đẹp đây, xếp khá là ok. Tuyệt vời. Lúc đầu là cái than khổ là mình nhất cái thứ nhất là cái ngày đó mới chỉnh để than lúc cái ngày đó mới chỉnh để than Long lên đây vâng. Không có lên đâu. Anh Long ở nhà, tránh bác kìa. Nóng hổi ăn rất ngon đấy. Lợn quay ăn lúc còn là mới ra lò như này rất là ngon, thơm ngon. Đặc biệt để kinh nghiệm anh em mình phải để cái bì ở dưới. Tí nữa anh em mình tập xong là út lên một phát là bì nó lại ở trên để nó về nhà mới nhỏ còn nhá. Đấy thì chúng ta sẽ để bên dưới, để bên dưới trước. Quá chất lượng và bày vào áo rồi. Đằng sau những tuyên quang và đội nhung ở Bà Nguyên. Xung quanh chuyện gì
quá thơm ngon, tầm này rất nóng hổi các bạn ạ. Tầm này ăn, tầm này quá chất lượng luôn, siêu ngon luôn anh em ạ. Đây, ngã ba đang về chiều đang cũng khá là nhiều người đang chờ mua vịt quay lợn quay. Đấy cho các bạn xem này. Mình chặt lợn quay luôn luôn, phải chặt mình trước nhá. Anh vừa chan nước chấm qua để thưởng thức luôn. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm để chặt lợn quay để cái bì nó về nhà đến nhà vẫn còn giòn. Đấy, như này thì bì lúc nào nó ở trên. Đấy. Như thế là về chỉ cần đổ ra là xếp lên là quá đẹp luôn anh nhỉ. Nha anh em nhá. Chặt lúc nào phải chặt bì trước. Đấy. Ok. Rồi, bây giờ anh em thưởng thức đi. Nào, anh em thưởng thức đi. YouTube ăn đi. Làm một miếng nào. Đây mọi người. Cái giờ rất ngon. Quá chất lượng này. Ngon không? À, ngon tuyệt vời. Giòn bốc bốc luôn. Quá giòn luôn. Đấy. Thế ta dáng của nhá, phải thử một bay. Đấy, đặc sản lợn quay Khánh Khê. Lợn quay Khánh Khê ăn như này thì rất là đông, rất là ngon. Anh em ngồi nhậu với nhau. Đấy, có chất lượng luôn. Đây, anh sơi nguyên một cái này ngập mồm mới ngon các bạn nhá. Đấy. Quá chất lượng luôn. Đây. Rồi ăn lợn quay ăn ngập mồm như này. Ngồi ăn như này anh em mới vui, mới ngon. Đó, chất lượng. Vừa là rút lừa đuổi cho là ngồi nhau vui vẻ mà. Thắng tay ra nó cho cái. Anh cầm cái đau sao ông mà thằng đâu lúc quay qua thì chút tao tình rằng lỗ tâm quái các bạn tay ngủ siêu này khẩn án đấy mà nó đâu kim chè lỗ cái gì các bạn riêng đấy tự quay là phải có lá mắc bật kèm theo như này rồi. Quá chất lượng. Hello chào bạn nhé, bây giờ anh em mình đang chập ra một ít thưởng thức cho các bạn xem ăn lúc còn nóng ngon như nào đây. Anh em đang nhậu bia này. Ngon đấy, đùa. Chịu tăng ăn đá mí. Quá ngon luôn nhé các bạn nhá. Đây, thức luôn. Hả? Quá ngon. Ăn lúc còn nóng thì rất là ngon đấy các bạn. Cảm ơn. Cảm ơn. Kiêu. Thế à? Thôi. Mà bia nhưng mà từng phanh cái đây. Ngon quá. Dạ mà cấp phê à? Ngon mà thơm. Con này ngon mà thơm. 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 Mày làm gì? Cô chung à? Ăn lúc còn nóng ngon rồi ông chú. Vẫn thơm ra. Cô nhớ là thơm ra này. Đấy, vẫn thơm lắm. Chúng vừa mua một cân về để cho gia đình ăn, cùng nhau thưởng thức. Đúng rồi. Đặc sản lại quay lá mắc bật ở Khánh Khê thì rất là nhiều người biết đến. Sẽ dùng miếng bì nha các bạn nha. Khỏi dân mà đắng cái bì nha. Ừ. Rồi ta luôn. Văn lá hàng đúng không? Hả? Rất lạnh. Uống kèm với bia bây giờ rất là hợp lý nha các bạn nha. Nhà mình lại quay Lạng Sơn mình rất ghen bì. Bì nó vừa thơm, vừa giòn. Các bạn đi qua Khánh Khê ghé lại dừng chân lại để thưởng thức một lần ăn là kiểu như mình đấy rất là ngon nhé các bạn. Ăn là phải ngập mồm như này nha các bạn nhá. Quá ngon. Ngon khó cưỡng. Ở đây phải xay mất rồi. Nó phải xay ơi. Thực sự là đi đến đâu ấy, mình cũng review cho các bạn những cái đặc sản ẩm thực ở địa phương đấy cho các bạn xem. Là ngon như nào. Vừa có kỳ nó mới chín thôi, chín tháng, có kỳ quay xuống không? Phá bóng ra đấy. Chất lượng. Sao là nóng quá không các bạn ạ? Mình đang nóng mồ hôi vã ra. Sao là thì phá bóng quá. Sao là chỉ đâu là có nẻo. Thì lòng
nước ngon kèm với nước chấm lá bóng mật, quá chất lượng các bạn ạ. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh của mình nhá. Nhớ bấm đăng ký kênh để xem những video mới nhất. Chào các bạn.